Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình làm một cái video về cái bưởi Ruby, về cái ghép cải tạo mọi người nha. Như các bạn thấy là mình đang trèo trên cái bưởi Ruby này cũng khá là to. Cây bưởi này cũng hơn 20 năm tuổi mọi người nha. Cây này mình ghép năm ngoái. Với đến hiện tại bây giờ thì cây này được trồng 1 năm thì bây giờ cây nó cũng rất là to này mọi người này. Tán rất là rộng này. Đây, cho bà mọi người là cái lá bưởi Ruby đây. Đây mọi người nha, đây là bưởi Ruby đấy ạ, là rất là to nha, rất là to là khỏe đây mọi người nha. Đây đó, với cây bưởi Ruby này thì chắc chắn là sang năm thì cây này sẽ bói rất là nhiều mọi người nha, vì nó rất là nhiều cái nhện này, mình xem rất là nhiều cái nhện này đó. Cái này mình được ghép cải tạo đó, ghép cải tạo cũng đã được tròn 1 năm thì trên cái bưởi này thì mình cũng được ghép rất nhiều cái ghép mọi người nhé. Đây, như đây là mình ghép mắt này. Đây là mình ghép mắt này. Đây là mình ghép đoạn cành này. Nó có rất nhiều cái ghép nhá, nhưng mà mình ghép một cái mùa mưa. Mùa mưa của cái năm ngoái và thời điểm này cũng là cái thời điểm hay mưa với nắng rất là gay gắt đấy ạ. Đây thì cũng rất là phát triển rất là tốt mọi người nhá. Không có hiện tượng bị vàng lá mọi người nhá. Đây mình quay cho mọi người xem này. Nó không có hiện tượng bị vàng lá mà cây bìa hiện tại là vẫn ra lộc bình thường mọi người xem. Nó vẫn ra lộc rất là tốt nhá. Kia. Lộc kia rất là tốt nhưng mà mình không được phun nên là nó cũng không được mượt đấy mọi người ạ. Đây, lộc ruby đấy, rất là nhiều mọi người ạ. Đây thì cây nó cũng có rất là nhiều lông nhá. Để mình lấy nét xem có lấy được không cho một con xem. Cái kiểu trên cây nó rất có cái lá này không? Lấy nét rất là khó mọi người ạ. Nó ngược sáng này lấy nét rất là khó. Đây là ghép đoạn cành này, đây ghép nêm này. Đây ghép nêm này mọi người nhá. Đây bây giờ cũng rất là to này. Đây mình sang đây cho mọi người xem này. Cái này phát triển rất là tốt mọi người nhá. Đây. Phát triển rất là tốt. Nó ghép cải tạo, nhiều người bảo là ghép cải tạo nó không, cây 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 nó không tốt, không khỏe trên cây bưởi già đâu. Thì theo mô mọi người thấy đây thì cây này mình ghép cải tạo đây nó lên rất là tốt này, và lộc nó ra này, đó nó ra lộc bình thường này, lá rất là dày này, và nó không hiện tượng là bị vàng lá hay là gân xanh gì như cái giống da xanh cả đó. Thì mình thấy cái giống bưởi này rất là tiềm năng này mọi người này. Đây đây mọi người xem này, lá rất là xanh tốt này. Đó, để tiểu nữa mình xuống mình quay tổng thể cho mọi người xem cái cây bưởi Ruby này. Cái cây 1 năm tuổi, trồng 1 năm tuổi mà được ghép đến cây bưởi cải tạo hơn 20 năm tuổi này, là sau 1 năm cho nó phát triển to như nào mọi người nhé. Và hiện tại mình đã đi xuống rồi mọi người ạ. Đây là mình trèo trên cái bưởi đó. Các bạn nhìn thấy không? Sau 1 năm tuổi là cây bưởi nó phát triển rất là to này, rất là to, mà 1 năm tuổi mà nó đã phát triển như này thì các bạn thử nghĩ xem 2 đến 3 năm xem thì cây bưởi nó rất là to. Thì chắc chắn là cây bưởi to như này thì chắc chắn là sẽ có thể là đeo bám được 200 quả là bình thường mọi người nhá. Vì cái giống bưởi này cũng rất là sai, vì bây giờ mình ghép vào cái gốc cải tạo bị già như này, cái bộ rễ nó rất là khỏe, mình ghép nó sẽ được trẻ hoa cây thì chắc chắn là cây nó rất là khỏe là sung này. Và mọi người nhìn xem cây nó rất là to này, so với cái cây ghép được vài tháng là sẽ là như này đó mọi người xem. Cây ghép cái tháng nó sẽ rất bé như này thôi, mà cây 1 năm nó to như này cơ đó, và tương đương cái gốc cũng gần bằng nhau nhá. Đấy, cái chỉ bé hơn 1 tẹo thôi, cái này to hơn chút này mà nó rất là to như trên cái cây trên kia. Mọi người xem cây trên kia cũng rất là to mà nó cũng rất là bé, và sau 1 năm mà cây nó rất là to như này đó. Đây mình quay gốc cho mọi người xem này. Đây, còn cái chỗ này là cái cành nó không phù hợp nên là mình đã cắt đi đây. Người ta nó thấp và mình đã cắt đi nha mọi người nhá. Ngồi xem cái vết cắt này, đây là được 1 năm thì vết cắt bắt đầu nó liền như này. Còn đây là mình cây mình ghép bưởi da xanh này, mà nó không được tốt đâu mọi người ạ. Da xanh thì nó yếu thế hơn ngay, nhìn lá nó cứ vàng vàng này, và cành nó rất là thưa này.
Quay sang cây bưởi ruby thì cành nó rất là dày, tán rất là rộng. Đây. Còn đây, đó. Những cái cây như này là cây cũng là cùng tuổi đó mọi người nhá. Nhưng mà nhìn nó rất là bé phải không ạ? Nó rất là bé. Đây so với một cây 15 tuổi nó to như này cơ. Rất là to. Cây này, mà tầm 3 năm tuổi thì chắc chắn là sẽ là một cây trung bình sẽ được 2 đến 300 quả trên một cây nhá mọi người nhá. Thì gốc đã to như vậy rồi thì cây nó rất là khỏe. Đó thì mình cũng đây. Đây cũng là những cây ruby mà mình ghép lại tạo mọi người xem. Đấy, rất là tốt đấy. Đây mà bây giờ mà tán nó cũng như này thôi. Mọi người xem gốc nó cũng rất là to này. Đây. Đây tán cũng rất là to mà bây giờ thì mặt trời thì cũng đang trên đỉnh đầu. Rồi mình tranh thủ bây giờ nghỉ trưa đi quay cho một vòng xem. Vì mình cũng rất là bận thời gian. Đây. Mình xem nó gốc cũng rất là to đấy nhé. Không phải gốc bé đâu. Đó. Nên là mọi người cứ yên tâm mình ghép cái giống bưởi ruby này cho mình. Đây. Lộc lá lên rất là to nên là đẹp. Đó, giờ các bạn không ghép giống bưởi ruby thì các bạn ghép cái giống bưởi gì được ạ? Đây mình quay mọi người xem. Rất là to này. Cây rất to mọi người nhá. Đây còn đây là cây bưởi đỏ. Còn khu vực có 20-30 cây đây mình ghép cây bưởi đỏ nhá. Còn toàn bộ mình ghép hết ruby rồi. Đây. Trời nắng nên là quay nó cũng đi cũng rất là vất vả, mình chỉ đứng ở gần để quay cho mọi người xem toàn cảnh cây bưởi ruby nhà mình đây. Để ghép cái tạo hết mọi người nhá. Rất là đẹp. Rất là đẹp mọi người nhé. Nên là mọi người không cần phải suy nghĩ hoặc lựa chọn cái giống bưởi gì để ghép cải tạo cho vườn bưởi nhà mình cả. Mọi người thì mình khuyên mọi người nên ghép cái giống bưởi ruby này. Nó rất là khỏe, rất là tiềm năng. Rồi thì cái video hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến cho mọi người như vậy thôi. Thì mọi người nếu mà thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào mọi người nhé.